chào mọi người. Trước mặt mọi người đây là một cái cây lồng 68 nang, phải nói là tre rất là già, tre đen luôn mọi người, kết hợp với lại độ xương thật, chạm tay, hoa bướm cực kỳ nét và cực kỳ tinh tế. Cái lồng này nhìn chung thấy nó rất là đơn giản, các cái chi tiết của tre chủ yếu là trơn hoàn toàn và được trau chuốt rất là kỹ, rất là tỉ mỉ, từng đường nét một, kết hợp với lại một cái bộ xương thật, chạm hoa bướm sắc nét rất là tinh tế. Nó tạo cho một cái lồng này nó cũng phải gọi là rất là đẳng cấp. Nếu mà anh nào chơi lồng trơn mà đổ thì anh em sẽ biết đây là một sản phẩm phải nói là khá là đẳng cấp, khá là đẹp. Mặc dù nhìn bề ngoài thì nó sẽ không đơn giản, nhưng nó sẽ không có cầu kỳ, nó hơi đơn giản nha mọi người. Rồi mọi người mà quan tâm đến cây lồng 68 đẹp và cao cấp như thế này có thể liên hệ với Minh Ốc Mít thông qua cái fanpage là Lồng Chim Minh Ốc Mít hoặc là cái website là minhocmit.com nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ đi vô chi tiết một chút về cây lồng này ha. Cái đường kính của cái lồng này á, là rộng là 42 phân, cái chiều cao từ chân cho tới nóc là 50 phân. Đây là thích hợp nuôi khú nè, hoặc là chào mèo, hoặc là than đều ok. Thì tùy theo anh em nuôi chim về thì em sẽ gắn cái cầu theo cái nhu cầu của anh em. Rồi bây giờ em sẽ đi vô chi tiết một chút. Cái lồng này thì em gắn sẵn một cái móc. Móc này là móc bằng đồng bạch, hàng Trung Quốc nha mọi người. Đúc lá tre nè, cái sóng, và ở trên đây là nó ấy sẵn một con cóc rồi. Một con cóc ba chân. Con cóc này rất là sắc nét. Để mình dùm vô này, thấy con cóc nó rất là sắc nét nha mọi người. Đó, đây là móc Trung Quốc, một cái móc rất là chất và rất là đẹp. Đây nó có cái số hiệu là các bạn. Rồi, mọi người nhìn sẽ thấy riêng cái móc thôi là nó đã chất và cao cấp rồi nha mọi người. Rồi, đó là cái móc. Còn đây là về cái bộ nậm nè mọi người. Nậm cũng bằng tre trơn, đây là cây full trơn tre, cho nên mọi người để ý tre nó rất là già, rất là đẹp, tuyển chọn rất là kỹ luôn rồi. Đây là dao nè, mịn màng, sớ không là sớ, cho đến các cái chi tiết khác, dao cực kỳ nét luôn. Hàng này là hàng siêu kỹ rồi, cho nên mọi người thấy các cái vanh, các cái đồ rất là đẹp, rất là đều. Đây là cái bộ cửa, bộ rút kéo nè mọi người. Mọi người thấy nếu mà mình rút lên mình thấy cực kỳ mảnh luôn. Ba cái đầu đạn này nó chỉ lớn hơn cái nang một chút xíu thôi, nó làm cho ta có cảm giác là phải là gọi là siêu mảnh, siêu mỏng. Nó phải gọi hàng rất là kỹ mới làm được cái thể loại như thế này nha mọi người. Đó, đó là cái phần rút kéo. Còn các cái vanh đây á, thì đều vát mỏng kiểu tam giác nè, thành ra khi mình nhìn vô mình thấy cái cuộn tan của nó mỏng lắm, nhưng mà nó cực kỳ là kỹ, cực kỳ đẹp, rất là láng mịn. Đó, đó là các cái vanh. Nói chung đây là cây full gem, nhìn nó đơn giản thôi, về hình thức thì nó không có cầu kỳ gì cho lắm. Rồi tiếp tục, đây là cái phần cửa. Cửa với chân nó đi lá đề, cho nên mọi người nhìn nó tiệp với nhau nha, lá đề. Đó, chân cũng vậy, chân cũng là chân lá đề và được cái nước tre phải nói là rất là đẹp, rất là già, tan mỏng. Tre nè mọi người, mọi người nhìn sớ tre nè, nổi gân như vậy thì biết tre đẹp rồi ha, mình cũng không có giới thiệu nhiều quá. Rồi đây là cái phù cửa chạm hoa bướm rất là sắc nét, nguyên một đóa hoa tươi thắm cẩn ngay phía trước cái phù cửa, tạo một cái điểm nhấn rất là độc đáo và rất là sắc nét, rất là tinh tế cho cây lồng này. Rồi còn đây là các cái phần cửa sổ. Cửa sổ thì 6 cái cửa sổ cũng đều chạm hoa bướm. Đây mọi người nhìn kỹ hơn nữa nè, chi tiết hơn nữa cho mọi người coi cái nét rất là sắc nét nha mọi người. Đó. Ở đây là xương thật 100%, không phải xương công nghệ nha mọi người. Anh em thích xương công nghệ thì em vẫn có một cái hàng, nó không thể nào mà nó cao cấp bằng cái hàng này được. Đó, cho nên cái nào nó ra cái đó rất là rạch rồi. Anh em thích chơi thể loại nào thì có thể loại đó nha. Còn các cái kẹp, đây là kẹp tàu luôn, cũng khá là đẹp. Đây đây là các cái em đang quay về cái nước chè của cái lồng đó, mọi người nhìn ba chân của nó như một, chè đen thui đều đẹp. Đây là cái phần bọ nè mọi người, đây là bọ cống. Cái lồng này em gắn sẵn 4 cái bọ cống như thế này nha mọi người. Mọi người nhìn cái nét chạm rất là tinh tế, nhìn xa hay nhìn gần thì mọi người đều thấy nó đẹp, nó đẹp phải nói là tuyệt vời. Đây là cái bọ câu nè, một con bướm lớn và đang đậu trên một đóa hoa tươi thắm, cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét luôn. Đây là cái nét đó. Đây tiếp tục là bờ câu, bờ cong, cửa sổ, 6 cái cửa sổ như vậy nha mọi người. Ba chân chê tan gân guốc nổi hết lên. Anh nào mà thích chơi hàng siêu đơn giản và siêu kỹ thì có thể tham khảo một cái mẫu rất là chất và rất là vip như thế này nha mọi người. Bên này cũng vậy, và cái mối nối rồi, cái mối nối thì vẫn là cái mối nối XYZ mà anh em đang rất là chuộng, rất là thích. Đó, đây là cái mối nối XYZ nè anh em. Đó. Rồi một lần nữa em xin nhắc lại, anh nào mà quan tâm đến cái cây lồng 68 siêu đẹp và chè đen gọi là siêu kỹ như thế này thì có thể liên hệ với bên Minh nha. Cái website là minhocmit.com và cái fanpage là Lồng Chim Minh Ốc Mít, anh em tham khảo qua kênh nào cũng được. Thì sao là Minh Ốc Mít mới có những cái mẫu lồng đẹp chất như thế này để anh em tham khảo thôi. Anh em cũng nhớ bấm đăng ký nha. Mỗi ngày em sẽ lên một cái clip, một cái mẫu lồng đẹp. Nhiều khi mình không mua cũng được, mình theo dõi, mình coi cho biết cái model hiện tại là nó là lồng nó như thế nào. Lồng chim nhiều khi không phải nó đơn giản chỉ là nhốt chim đâu nè, nó còn cả một nghệ thuật trong đó đó. Cho nên nhiều khi mình mua hay không mua không quan trọng, quan trọng là mình theo dõi, mình coi, đam mê, mình thích thì mình coi thôi. Độ đẹp, độ tinh tế của tụi nó thôi. Anh em thôi. Rồi, anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình đúng không? Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.